Phật tử nữa hỏi rằng: A Di Đà Phật, con xin thầy khai thị cho gia đình con. Gia đình con nương tựa vào Phật đã được 21 năm. Năm đầu tiên thì con cứ nằm chiêm bao, thấy chúng sinh về xin ăn, nhưng con không cúng thí thực ở nhà, mà cứ đến ngày Vu Lan rằm tháng 7 thì gia đình con ra thành hoàng làng và miếu xóm để cúng thí thực. Con xin thầy khai thị cho gia đình con làm như vậy có được không? Và nếu không được thì chúng con nên làm thế nào cho đúng pháp? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Ở đây các Phật tử chúng ta thấy là có một Phật tử nói rằng là đã theo Phật 21 năm. Thời gian khá lâu, khá là lâu rồi. Nhưng mà những năm đầu mới theo Phật thì thường nằm chiêm bao, thấy chúng sinh về đói khát để về xin ăn. Nhưng mà Phật tử này không cúng thí thực ở nhà, chỉ có dịp Vu Lan rằm tháng 7 thì mới ra cúng ở ngoài miếu. Nên ra cúng ở ngoài miếu. Hỏi rằng làm như vậy thì có được không? Và xin thầy cách hướng dẫn. Xin thầy hướng dẫn cho để biết. Trường hợp Phật tử này thì thầy cũng xin nói như thế này, hướng dẫn như thế này. Chúng ta trong những giấc chiêm bao, nếu mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tức là có vấn đề. Nếu một lần mà chúng ta chiêm bao qua không thấy cái gì nữa thì có thể chuyện đó là do chúng ta ngủ, chúng ta mệt mỏi về thân thể các thứ thì nó sinh ra mộng mị thôi. Nhưng một giấc mơ hoặc tương tự như thế mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian nhất định nào đó thì đó cũng là có vấn đề. Chúng ta học kinh Địa Tạng chúng ta thấy điều đó mà. Chúng ta thấy rõ điều đó. Phật tử này thấy trong những năm đầu học Phật thấy chiêm bao thấy nhiều chúng sinh đến đói khát đến xin ăn nhưng mà không cho ăn. Cả năm chỉ có mỗi dịp Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 mới đem cái lễ ra ngoài đền, ngoài sau, ngoài miếu, ngoài xóm để cúng cho thôi. Còn những ngày bình thường thì không. Như này thì thầy nghĩ là cũng không nên. Chẳng khác gì mà chúng ta keo kiệt, bản sẻn. Chúng sinh họ đói khát, họ đau khổ, họ đến họ xin, mà chúng ta lại không cho ăn, lại đuổi họ đi. Năm cho có một lần, hai lần, vài lần vào cái dịp rằm tháng 7. Thế chúng ta nghĩ xem, một năm 365 ngày mà mình chỉ được ăn trong vòng có 1-2 ngày, hay là nhấn đến cho gì, cho nửa tháng đi, từ mùng 1 cho đến rằm tháng 7 đi, đúng không? Hoặc là cho ăn hết cả tháng. Vậy mà năm có 12 tháng mà chúng ta chỉ ăn có 1 tháng, còn 11 tháng chúng ta có nhịn được không? Chắc chắn không. Trong kinh Địa Tạng nói là không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại nhìn thấy những vong linh hay là quỷ thần hay chư Phật Bồ Tát, tất cả là đều do nhân duyên. Nếu chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã gieo duyên lành với Tam Bảo, đã tu tập các thiện pháp thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, thì chúng ta thỉnh thoảng hoặc là đôi khi mơ thấy những giấc mơ nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, hoặc nhìn thấy là mình đi chùa lễ Phật tụng kinh, hoặc là nhìn thấy là mình được học giáo lý của Phật, vân vân. Đó là những giấc mơ biểu thị cho cái sự tốt đẹp cát tường, vân vân.
Đấy, tóm lại đấy là những giấc mơ gì tốt. Ngoài ra cũng có những giấc mơ thấy quỷ thần, thấy vong linh, thấy những chúng sinh khổ não. Ví dụ như Phật tử này, chúng ta đừng có nghĩ rằng những vong linh, những chúng sinh khổ não đấy thấy đều là oan gia trái chủ chúng ta, thấy đều là những ma chơi quỷ đói. Không phải đâu. Như trong kinh Địa Tạng nói, đó chính là những người thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đó. Có thể chính là gì? Ông bà cha mẹ của chúng ta ở đời nay kiếp này và đời trước kiếp trước kế gần đây vậy. Thì không nói xa đâu. Bảy đời trở lại đây thì thường vẫn hay có duyên để theo nhau vậy. Cho nên chúng ta hay khấn là gì? Thất tổ cửu huyền lịch đại gia tiên. Thất tổ tức là các cụ tổ gì? Trong bảy đời đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong kinh Địa Tạng nói rằng có những vong linh hương hồn của người thân chúng ta đã mất từ nhiều năm về trước, nhưng họ chưa được siêu thoát, thậm chí là vài trăm năm về trước, thậm chí là còn lâu hơn nữa, nhưng mà họ chưa được đi siêu thoát, họ vẫn ở trong cái con đường gì ma quỷ ấy, thậm chí là ở trong con đường ngạ quỷ ấy. Nhân đến có khi ở trong địa ngục ấy. Họ khổ quá, họ đi tìm cái nơi ấy để nương tựa, để bấu víu, để cầu xin giúp đỡ cứu độ cho họ. Nay chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta biết tụng kinh niệm Phật, biết bố thí cúng dường, biết phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân. Cho nên khi chúng ta phát nguyện tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện đó, và chúng ta phát nguyện hàng ngày là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành đó. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chúng ta phát nguyện như vậy. Chúng ta phát cái đại bồ đề tâm như thế. Giống như trong kinh nói, xưa kia chư Phật phát đại bồ đề tâm như thế nào, con nay cũng phát đại bồ đề tâm như thế. Hiện tại chư Bồ Tát phát đại bồ đề tâm như thế nào, con nay cũng phát đại bồ đề tâm như thế. Cho nên cái lời phát nguyện của chúng ta, tuy là chúng ta chỉ đọc là chúng sinh vô biên thể nguyện độ hàng ngày, hoặc là nhất tâm, hoặc là chỉ hơi lướt qua thôi, nhưng những chúng sinh khổ não, những oan hồn uổng tử, những vong linh, ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc đã qua vãng của chúng ta, và những người có duyên với chúng ta, hoặc như là bạn bè vân vân, họ cảm nhận được cái lòng từ bi chúng ta phát ra khi chúng ta đọc cái bài phát nguyện này, hoặc chúng ta tụng kinh niệm Phật được công đức chúng ta hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, ông bà ông vải nội ngoại vân vân đó, chúng ta phát nguyện như vậy họ cũng cảm nhận được. Cho dù ở trong địa ngục họ đang đau khổ nhiều quá đấy, bây giờ họ cảm nhận được, giống như cái làn sóng ấy. Thầy nói giống như cái làn sóng, ví dụ như cái sóng điện thoại ấy, ví dụ thế. Khi chúng ta bật máy lên, máy chúng ta thì hoạt động bình thường, ở bên kia họ bấm số, bấm trúng cái số điện của chúng ta thì nó chuông nó đổ reng reng và chúng ta thì alo thôi, kiểu thế. Thì giữa chúng ta với những vong linh ở cõi âm cũng có ngày các cụ ngày xưa gọi là thần giao cách cảm như thế.
Đó. Thần giao cách cảm mình gọi là sóng âm, thần giao cách cảm như thế. Đó. Khoa học thì gọi là sóng âm. Ngày xưa các cụ gọi là thần giao cách cảm. Đó, thì khi chúng ta phát nguyện như vậy thì họ nghe được, họ tìm về bằng cái bộ dạng đau khổ đói khát như thế. Thế chúng ta lại gì? Lại sợ họ. Thì chẳng khác gì chúng ta vừa kêu là ngày mai á, tôi nguyện là đem bố thí 100 suất quà chẳng hạn cho những người nghèo, ai cần thì đến nhà tôi mà lấy. Khi thấy người ta đến, thấy người ta nghèo cùng khổ sở, ăn mặc ở rách dưới, mặt mũi thì lấm lem, 100 người á, 100 bộ dạng á, khác nhau, chúng ta sợ quá, chúng ta đóng cửa, người ta chạy vào nhà chúng ta và nhìn ghê quá, ăn mặc để rách dưới, mặt mũi thì lấm lem, có cả những người bị bệnh bị tật nữa, vân vân, đóng cửa chúng ta chạy vào, không dám phát cho họ. Thì như vậy chúng ta thấy thế không tốt. Chúng ta đã phát nguyện rồi thì chúng ta phải làm, đúng không? Tại nay chúng ta phát nguyện là chúng ta thấy vong linh về xin thì chúng ta lại gì? Lại không cho ăn, bỏ chạy, không được. Cho nên trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là từ nay trở đi, cứ vào buổi khóa lễ buổi chiều hoặc buổi tối. Nên nếu mà rỗi rỗi thì buổi chiều tầm 5 giờ đến 6 giờ, 6 rưỡi là tốt nhất. Có từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ tối là tốt nhất. Phật tử này cứ nấu cơm bữa trưa, lấy ra khoảng một cái thìa cơm nhỏ nhỏ không được, một thìa cơm thôi, để vào cái bát con ấy, đậy nó vào. Cho nên tức là cơm chín nhé, chúng ta chưa ăn đấy. Nấu cơm bữa trưa, chúng ta chưa ăn cơm chứ đừng lấy cơm thừa nhé, đừng lấy cơm ăn rồi. Tới khi cơm chín rồi, trước khi cả nhà ăn cơm hoặc là khi bê cơm ra rồi, chúng ta lấy một cái thìa nhỏ nhỏ vào cái bát, để đấy xong mang vào trong tủ lạnh hoặc trong chạn bát chúng ta cất lại. Xong đến chiều lên tụng kinh chúng ta rót gần đầy bát nước, khoảng 2/3, 3/4 cái bát nước, cho cái nước vào trong cơm ấy. Chúng ta để ra ngoài cái hiên nhà mình ấy. Nếu có lan can thì trên lan can hiên, hoặc là kê cao cao nó lên, đóng một cái bàn hay cái gì cao cao để ngoài hiên nhà cũng được. Hoặc nếu mà nhà chúng ta không có hiên, nhà ống không có hiên rộng chẳng hạn, thì chúng ta để ngay bên cạnh cái chỗ bàn ban thờ tụng kinh chúng ta cũng được. Chúng ta kê một cái đôn cái gì cho cao cao lên hơn cái chỗ chúng ta ngồi, khoảng độ tầm 20-30 phân, 50 phân là được. Đơn giản thế mà, chỉ cần thế thôi. Đó, chỉ cần vậy thôi. Thì ngày nào cũng như thế, khi chúng ta tụng kinh, tụng kinh hết, ví dụ tụng kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng, chúng ta tụng hết kinh thì chúng ta sang cái phần thí thực. Thí thực thì vào từ cái chỗ là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thuyết duy tâm tạo đó. Đấy, nếu tụng kinh chữ Hán thì nó ở chỗ đó. Nếu còn tụng kinh chữ Việt mà dịch ra rồi, như đạo tràng chúng ta thầy dịch ra rồi đó, thì bắt đầu từ cái chỗ gì? Nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời đó, mà chúng ta lên tụng pháp hội mà các sư hay tụng đó, đó, thì chúng ta không phải thỉnh ngay từ đầu. Bao giờ chúng ta cúng ngày giỗ, ngày Tết mà chúng ta làm cả cái mâm cơm cúng hoặc cái lễ cúng lớn thì chúng ta mới thỉnh hết từ đầu cái đoạn cúng cháo. Còn bình thường tụng hết phần kinh mà cái là chúng ta vào cái phần nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời vân vân đó luôn, cho đến hết cái phần thí thực ấy. Thì trong quyển kinh bây giờ thầy cũng cho in cái phần thí thực và cho nó tiện rồi, đặc biệt kinh Địa Tạng. Còn nếu quyển nào mà ngày xưa mà chưa có thì chúng ta có thể thỉnh một cái quyển kinh thí thực nhỏ nhỏ ở chùa về, cái đến giai đoạn đó chúng ta đến đoạn tụng hết phần kinh chúng ta lấy ra chúng ta tụng, để nhất tâm chúng ta tụng, thế thì là ổn thôi. Đó, thì còn chúng ta thấy trường hợp Phật tử mà đến cái Vu Lan rằm tháng 7 mới cúng như thế thì như thế là không ổn. Hay kể cả các Phật tử chúng ta không thấy cái gì thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Mất thêm khoảng 10 phút thôi mà các quý vị, tụng thêm thí thực nó mất khoảng 10 phút thôi. Nếu ai mà tụng nhanh thì mất 5 đến 7 phút là xong phần thí thực. Thêm vài phút như vậy thôi. Còn nếu hôm nào chúng ta không ăn cơm, không nấu cơm thì chúng ta lấy
cái bánh cũng được mà. Chúng ta lấy cái bánh quy hay bánh gì cũng được, chúng ta đổ nước vào, cho cái bánh quy chúng ta cho bát, chúng ta đổ nước vào là được. Những cái bánh mà chưa cúng ấy nhá, bánh mới, gói bánh mới cũng được. À, tốt nhất thì các Phật tử chúng ta mua cái gói cháo này, cái cháo cháo mà nó đổ tí nước nóng vào là nó thành bát cháo ấy, đấy, thế là được, làm bát cháo thì là được. Còn nếu mà cẩn thận hơn thì các Phật tử cho một tí gạo, tí muối, tí gạo, tí muối, với lại coi như bày lên một cái mâm, bày một cái mâm nhỏ nhỏ để mấy cái bát và mấy đôi đũa, mấy cái thìa vào đó. Một bát cháo, một tí gạo, gạo với muối chúng ta cho chung cái đĩa, thì cúng xong chúng ta cho chung cả gạo cả muối và cái bát cháo. Nếu mà có gần sông chúng ta mang ra sông, chúng ta thả xuống sông cho các loài thủy tộc nó ăn, hoặc là gần bìa rừng thì chúng ta ấy vào rừng để cho tối lại những con chuột rồi con chim con chóc nó ăn, vân vân cũng được mà, tốt, không sao cả đó. Hoặc ở phố chẳng hạn thì chúng ta có thể cứ ấy ra ngay trước cửa cái gốc cây nào đó cũng được. Nhưng chúng ta khéo cái nếu mà muối mà nhiều chúng ta cho vào gốc cây nó chết cây thì cũng không được. Đấy. Hoặc chúng ta cứ cho cái gạo cái muối chúng ta cứ gom vào đó khoảng độ nửa tháng một tháng, chúng ta đi có dịp đi đâu vào cái đi qua sông nó thả sông, hoặc là đi lên đâu qua thả bìa rừng để cho chim chóc nó ăn được, cái dồn nó vào đấy cũng được. Đấy. Còn cháo thì chúng ta vẩy ra trước cửa, hoặc là chúng ta đem rửa đi cũng được mà. Nếu mà chúng ta ở phố xá nên như thế cũng được, không sao. Đó, trường hợp này tóm lại thầy khuyên là nên thêm phần phóng sinh vào buổi chiều hàng ngày nữa, trừ hôm nào mình bận quá thì mình phải chịu thôi. Kể cả các Phật tử chúng ta, thầy khuyên là cũng nên phát Bồ Đề tâm như thế. Mình cứ bảo là cũng như chúng sinh, mà chúng sinh đó chính là ông bà cha mẹ tông thân quyến thuộc của chúng ta đời này hoặc đời trước, hoặc một vài đời trước đó các quý vị, hoặc là gì, những bạn bè, những người thân của chúng ta có duyên với chúng ta, họ mất trước chúng ta, hoặc là họ mất ở vài đời trước chúng ta với họ thân nhau, thì bây giờ họ đi không còn chỗ nào để bám víu nữa, họ đi họ tìm chúng ta để giúp đỡ cho họ, vậy mà chúng ta lại tránh mặt họ thì chúng ta không tốt. Vậy là trường hợp này thầy khuyên như vậy, và các Phật tử chúng ta cũng nên phát nguyện làm cái điều đó thì càng tốt, chứ đừng có nghe mọi người ở nhà cúng cháo rồi mang nó theo về nên ở lì nó chiếm gia đình chúng ta, không có cái chuyện đấy đâu, không có cái chuyện đấy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đất nước nào cũng có pháp luật. Quay dương chúng ta có pháp luật thì quay âm họ cũng có pháp luật, không có cái chuyện là chúng ta đừng có sợ là họ đến họ ăn xong họ chiếm nhà chúng ta, như một số những cái người không học không hành đến nơi đến chốn nói vớ nói vẩn để chúng ta thoái Bồ Đề tâm nữa, không có cái chuyện đó. Thế giống như ở ngoài đời chúng ta này này, chúng ta phát nguyện là mỗi một ngày, ví dụ như chúng ta bố thí cho một vài người nghèo cùng lang thang không nơi nương tựa khoảng độ bao nhiêu suất quà một ngày đấy chẳng hạn, thì họ đến họ xin nhận xong họ đi thôi, chứ có ai ở lại để chiếm gia đình chúng ta được, vì còn có cán bộ địa phương, còn có công an, có khu phố, có thôn, có xã, làm sao mà họ đến họ chiếm gia đình chúng ta được, còn có pháp luật mà. Họ mang ơn chúng ta chẳng hết thì họ ai dám đến chiếm gia đình chúng ta, cho nên cái đấy chúng ta không phải lo. Mà gia đình nhà nào mà chúng ta chẳng thờ thần linh thổ địa, đấy là những vị thần bảo hộ gia đình chúng ta, thì ở những vị thần đó thì mình nói nôm na ở trên thế gian là giống như là khu phố, giống như là bí thư thôn trưởng, giống như là bí thư chủ tịch xã phường á, công an xã phường á, đấy chúng ta thờ các vị đó để mong các vị gia trì cho gia đình chúng ta được bình an mạnh khỏe là như thế, tránh khỏi những bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư nó đến thì quấy phá gia đình chúng ta là như thế. Đấy, chúng ta thấy không phải sợ cái đó, nghe ai nói là cúng xong rồi về nó chiếm mất nhà chúng ta, gia tiên chúng ta không về được, nó đuổi gia tiên chúng ta ra đường. Nói như thế là không có căn cứ, mà nói như vậy là không phù hợp với giáo lý tử bi giải thoát giác ngộ của nhà Phật chúng ta. Nhớ cái điều đó.
Câu hỏi thứ ba, các Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Phùng Viết Cam, vợ là Nguyễn Thị Nhì ở Hưng Yên. Dạ, con muốn hỏi thầy một việc như sau. Việc thứ nhất, thì phải hai việc chứ không phải là một việc nữa. Có việc thứ nhất thì sẽ phải có việc thứ hai. Việc thứ nhất, thời cụ cách con 5 đời, cụ có làm thầy thống rất giỏi. Bây giờ có người thầy cúng bảo rằng nhà con phải lễ hết rất nhiều tiền thì mới giải được, nếu không mỗi thời thì đều phải có người mất sớm, nên con hỏi thầy chỉ dẫn cho con biết có đúng không ạ? Vì con đã có một người con trai mới mất, tên là Phùng Viết Hiệu, mất ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 âm lịch. Nhà con cũng đã gửi sớ về chùa thầy và cầu siêu cho hôm rằm tháng 7, thì bây giờ có cũng 49 ngày nữa không ạ? Con mong thầy chỉ bảo cho con. Cái ông thầy mà phán cho gia đình nhà Phật tử này là vớ vẩn. Làm gì có cái chuyện cúng rất nhiều tiền thì giải được chuyện mà các cụ 5 đời nhà mình trước đây làm ông thầy cúng kia vậy. Không bao giờ có. Làm gì có cái chuyện mà phải mất nhiều tiền thì mới cúng khỏi được. Nếu ông cúng khỏi thì cần gì phải nhiều tiền. Thành tâm là khỏi. Đó. Đấy là lừa đảo. Họ nói là nếu không làm thì sẽ có người mất trẻ. Thì họ biết là nhà mình có người mất rồi còn gì nữa. Họ chẳng nói thế. Cho nên cái trường hợp này thôi, từ giờ mình đừng có đi xem đi xỏ nữa, đừng có đến cái ông thầy đó nữa, lừa đảo, vớ vẩn, linh tinh. Thấy chúng sinh khổ không cứu lại đi vòi vĩnh như thế là không tốt rồi. Kể cả đó là ông thầy thật 100% đi chăng nữa, ông thầy có tâm linh một thật 100% đi chăng nữa cũng không nên đến nữa. Thì đó là tà chứ không phải là chính. Ông thầy đó gì, bà đã bị đồng tiền mê hoặc mất rồi. Làm gì có chuyện mà cứu chúng sinh mà lại phải nhiều tiền thì mới cứu được, còn ít tiền thì không cứu được. Thế thì nói làm cái gì? Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là thôi, bỏ đi, đừng có đến những nơi đó nữa. Mà đừng có tin vào những cái chuyện như thế nữa. Bây giờ cái điều tốt nhất là vợ chồng gia đình Phật tử này cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, mà sám hối những cái tội chướng cho các cụ nếu có. Nếu làm ông thầy cúng, ông thầy phù thủy thì chắc cũng tạo không ít những cái việc sai trái đâu. Cho nên cái phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng đích danh cho các cụ, sám hối và hồi hướng đích danh cho các cụ, chỉ cần thế thôi là được. Còn trường hợp cái ý thứ hai gọi là cháu con trai mới mất, thì đã làm lễ cầu siêu hôm rồi thầm tháng 7 ở chùa rồi, nhưng đến tới đây vào ngày 49 có nên cúng hay không? Có, ngày 49 thì vẫn cứ, nếu mà ra được chùa địa phương nhờ các thầy ở chùa địa phương cúng 49 cho thì tốt. Nếu mà vào nơi đang chống dịch không ra được thì mình làm mâm cơm chay, vợ chồng phát nguyện tụng cả bộ kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng và kinh Di Đà, cả ngày tụng cho một bộ kinh Địa Tạng, xong đến là chiều tối lại tụng cho một bộ kinh Di Đà và Thí Thực, thế là cúng cơm đó. Thế là được. Còn buổi trưa thì cũng làm mâm cơm chay để mình cúng Phật, cúng vong thì cũng tốt. Buổi chiều tối thì cũng làm cho mâm cơm nữa thì và cúng cháo nữa, phóng sinh nữa. Buổi chiều tối tụng kinh Di Đà thì thêm là phóng sinh và cúng thí thực tới cúng cháo đó, để hồi hướng cho các vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ vân vân của chúng ta thì càng tốt. Cũng nên làm. Nếu mà không ra chùa được mà phải Covid và cách ly thì chúng ta làm tại nhà, gia đình làm thôi, vợ chồng làm thôi, cũng không cần phải đông người, không cần phải mời đạo tràng về nếu như chúng ta đang ở vùng có dịch, đang phải chống dịch. Thành tâm lợi chính.
nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật để hồi hướng. Đó. Mua tí phóng sinh nữa, thế là ổn thôi. Đấy, ý thứ nhất thầy xin hướng dẫn như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi việc thứ hai. Lúc đưa quách tiểu hài cốt xuống, tức là đưa cái quách tiểu hài cốt xuống, cái tiểu hài cốt của đứa con trai ấy. Người làm lễ đó bảo rằng đền hoàn kim chỉ xuống hố, tức là chắc là thả kim chỉ ngũ sắc xuống dưới hố chôn, dưới cái hố chôn dưới mộ. Nhà con cũng phải làm theo, nhưng con rất lo liệu có vấn đề gì không ạ, và bây giờ phải làm như thế nào để cho được yên ạ. Con mong thầy cho con biết sớm để con đỡ lo, con xin cảm ơn thầy. Đấy, cái trường hợp này nếu mà bây giờ nó đang có dịch, nếu không có dịch thì lên chùa thì cho tí cát chu sa thần sa về để mình rắc chung quanh mộ thì làm mát thì yên tâm. Nhưng bây giờ đang dịch như thế này thì Hưng Yên lên Hà Nội thì không đi được, họ cấm. Thì thôi Phật tử này cứ mua ra cái chỗ họ bán cái đồ ngoài chợ, họ bán cái đồ hàng mã nó hay có đấy, mua cái nước ngũ vị hương ấy, hỏi hàn long mạch đấy các vị. Đó, mua về đó thì nấu để ra nước, nấu cái nước sôi lên xong khoảng phích nước gì đấy, phích nước. Thế cho cái đó vào để cho nó đem lên mình chỉ cho khoảng độ tầm, chỉ cho thầy khoảng độ tầm 21 biến chú đại bi, hoặc là 49 biến, hoặc được nhiều là 108 biến là tốt nhất. Nếu được 100 biến, 108 biến chú đại bi là tốt nhất. Tức là mình để lên trước cái ban thờ mình nhé, trước cái chỗ mình ngồi tụng kinh. Để ra đó các vị có thể lấy 9 nén hương kết tứ tung ngũ hoành. Tứ tung là gì? Tức là 4 nén ngang để lên trên cái chậu nước ấy. Để cái chậu nước chúng ta để lên trước cái chỗ tụng kinh, hoặc bên cạnh sườn chúng ta tụng kinh này này, bên cạnh giá kinh chúng ta này này. Đó. Thế chúng ta kết tứ tung, tức là 4 nén hương chúng ta để lên trên cái chậu nhỏ nhỏ mà. Đó, cho cái nước ngũ vị hương vào cái chậu nhỏ nhỏ như chậu rửa mặt chúng ta ấy. Đó. Thì chúng ta kết bốn nén hương ngang. Ngang theo cái chiều ngang của cái nhà chúng ta, gọi là ngang. Dọc tức là gì? Để thẳng ra cái hướng ra thẳng cái nhà chúng ta, cái hướng nhà chúng ta. Đó, thì chúng ta cho cái chân hương. Chân hương thì thường là ở về bên ở bên tay trái chúng ta. Còn cái đầu hương ấy thì ở bên tay phải chúng ta. Thì chúng ta theo cái chiều chúng ta ngồi vào ấy. Đấy, thì chiều hương thì cái đầu cây hương ấy chúng ta thắp ấy, nhưng chúng ta không cần phải thắp hương, phải để nguyên nén hương như thế. Đầu nén hương chúng ta hay thắp ấy, thì chúng ta để về phía tay phải chúng ta, đi ngang theo cái chiều mặt ngang chúng ta ngồi này, ngang này. Đó. Còn là chân ấy, để về bên tay trái chúng ta theo chiều chúng ta ngồi tụng kinh. Còn đấy là 4 nén ngang, còn 5 nén dọc chúng ta để lên trên để xếp cho nó nhìn cho nó vuông vắn, gọi là kết tứ tung ngũ hành, kiểu như thành cái ô vuông vuông ấy. Đấy, trên cái mặt chậu á, cái mặt cái chậu nhỏ nhỏ để nước ấy. Thì 5 nén kia thì chân hương quay ra ngoài cửa, còn cái đầu hương quay vào trong ban thờ. Đấy, các vị kết 9 nén hương như vậy gọi là kết tứ tung ngũ hoành. Và các vị chỉ cho thầy 21 biến chú đại bi, hoặc là 49 biến, hoặc là 108 biến. Để 108 biến thì rất là tốt. Nếu một thời chúng ta trì mà nó mệt quá, chúng ta có thể chia thành 3 thời hoặc 2 thời cũng được. Có thể chia thành 3 thời cũng được, hoặc 2 thời cũng được. Thế là trì đại bi thôi. Còn thập chú thì đến bên cuối chúng ta mới trì thập chú và bát nhã. Xong niệm án ban ni bát minh hồng hoặc một tràng. Xong chúng ta hồi hướng. Xong chúng ta khấn nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật Bồ Tát đã gia trì cho vân vân. Thì con xin cái nước ngũ vị hương này để hàn long mạch, để làm mát mộ, để
lễ đem công đức cái chỉ chú tụng kinh này hồi hướng cho vong linh ạ. Tên là A là B là C gì đó, đọc họ tên lên vong linh ạ, ngày tháng năm sinh ạ của vong linh, à, thọ à, bao nhiêu tuổi mất ngày tháng năm nào, mộ chôn ở đâu, địa chỉ ở chỗ nào, à, đấy, đọc lên xong rồi chúng ta xong xuôi chúng ta đem ra ngoài mộ ấy, thì chúng ta rắc, chúng ta đổ cái nước xuống xung quanh mộ, nếu kể cả xây rồi chúng ta đổ xuống xung quanh, đi thuận nó chia một chiều kia đồng hồ, à, đi từ bên tay trái mộ phía phía chân đó, chúng ta tức là tay trái chúng ta hướng vào đó, tức là phía chân mộ, à, chúng ta đi vòng nó chiều kim đồng hồ, thì đến ra đằng trước thế là hết, thì đổ hết nước và thế được. Ừ. Bình thường ra thì không có dịch thì lên chùa xin cái cát chú sa thần sa thì chốt tốt, về chùa có làm sẵn những cái đấy, thì cũng đây là phương pháp mà ngày xưa mà các cụ tổ ở chùa Hương cũng hay hướng dẫn cái đấy. Thì cái này thì chúng ta thấy cũng có mỗi người hướng dẫn một kiểu, nhưng mà các thầy hay hướng dẫn cho các Phật tử làm như vậy thì gia đình họ cũng rất là an, âm dương họ đều cảm thấy là an cả. Thì hướng dẫn cho chúng ta thì cũng làm vậy, đang trong lúc đại dịch như vậy chúng ta làm như thế thì là ổn thôi, để cho nó yên tâm, âm dương yên tâm để mà làm ăn, không phải suy nghĩ nhiều. Còn ngoài ra thì hàng ngày cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho vong linh mới mất, đặc biệt như vậy. Còn bao giờ có pháp hội thì chúng ta cứ làm được 3 pháp hội, chúng ta làm 7 vị để cũng cho vong linh thì cũng tốt thôi. Ừ. Xin chuyển sang câu hỏi thứ 4. Có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho con. Vợ chồng con lấy nhau sinh được 2 cháu gái, chúng con sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ chồng con xây nhà, nhưng đất con không có sổ đỏ. Không may chồng con tai nạn qua đời. Gia đình nhà chồng con đuổi ba mẹ con. Bây giờ con ở nhờ bên ngoại. Vậy những ngày giỗ Tết hay rằm mùng 1, con mời chồng con về nương tựa ở ban thờ bên ngoại được không ạ? Thầy ơi, mẹ con không có nhà cửa, không có chỗ nào để cúng chồng con cả. Xin thầy cho mẹ con lời khuyên, con xin cảm ơn thầy. Cái trường hợp này, thầy nghĩ rằng Phật tử này mình nên có cái tờ đơn gửi lên chính quyền ở địa phương nơi mà gia đình mình trước đây đang sinh sống, kể cả không có sổ đỏ thì nó cũng phải rõ ràng, đúng không? Con nào mà chả là con à, con nào chẳng là con. Để bây giờ cứ phải có sổ đỏ đứng tên mình thì mới được hay sao? Không thể thế được. Ví dụ hai vợ chồng lấy nhau mà không có con cái thì khi mà chồng mất thì gia đình nhà chồng lấy cớ là không có con đuổi mình thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà hai vợ chồng đã có 2 đứa con rồi, con trai con gái bây giờ không quan trọng, con nào cũng là con trai cũng là con, là cháu trong gia đình, trong dòng họ nhà người ta, con gái cũng là con, là cháu trong gia đình, trong dòng họ nhà người ta. Pháp luật ở Việt Nam chúng ta bây giờ là bình đẳng, con trai con gái là như nhau hết cả, đều có quyền lợi như nhau. Ví dụ gia đình sinh 2 đứa con thì con trai cũng được thừa kế như con gái cũng được thừa kế như con trai. Đây là quy định của pháp luật. Cho nên cái trường hợp Phật tử này nói là bây giờ không còn nhà còn cửa để ở, phải đi về ở nhờ nhà ngoại. Nhưng ở nhờ làm sao mãi được? À, nhà ngoại ví dụ còn bác hay còn cậu chẳng hạn thì chúng ta không thể ở mãi được, mà còn 2 đứa con nhà mình nữa. Nó lớn lên nó như thế nào đây? Sống theo kiểu sống vô gia cư, chết vô địa táng thì nguy hiểm quá, không được. Theo thầy thì Phật tử này nhờ người họ biết về pháp luật, tức là tìm một luật sư ấy, họ thảo cho cái đơn gửi lên chính quyền địa phương, tức là xã mà ngày xưa gia đình Phật tử này sinh sống ấy,
kể cả không có đất, chưa có thổ cư đứng tên vợ chồng, nhưng mà để chính quyền địa phương họ sẽ can thiệp, họ sẽ điều tra, họ xem cái đất đó là như thế nào. Ví dụ như đất cha ông để lại thì gia đình có mấy đứa con, ví dụ gia đình nhà chồng nhà mình có 3 đứa con thì nếu mà ông bà muốn chia đều hay như thế nào đó thì cũng phải chia đến gì, đến cho chồng vị này, cũng cho dù chết rồi cũng phải có một phần, tức là để lại cho gì, các con, để lại cho ba mẹ con. Đấy là quy định của pháp luật. Như này là chắc mẹ con thì không nắm bắt được pháp luật, không hiểu cho nên là sợ, không thể thế được. Mình không thể đi ăn nhờ ở đậu mãi được, các con bây giờ chắc còn nhỏ, sau này lớn lên làm thế nào, còn đi ăn đi học. Đó. Các cụ ngày xưa nói rồi, gia đình có miếng đất cắm rùi thì mới làm được cái gì thì làm chứ. Tức là phải có miếng đất, có nhà, có cửa thì mới yên tâm để làm ăn, nuôi con cái, học hành chứ. Cho nên theo thầy cái trường hợp này thì mình cứ tìm một vị luật sư, họ giúp cho mình, họ thảo cho cái đơn, gửi ra chính quyền địa phương sở tại, kính gửi ra cả xã, thậm chí là cả huyện. Nếu mà mảnh đất to thì họ không cho hết thì thôi, nhưng cũng được cái mấy chục mét để làm nhà cái cửa cho các con ở chứ. Đó. Trường hợp này thầy khuyên như thế. Nên làm như vậy. Đó. Cứ làm đi, nếu mà họ không chính quyền địa phương họ không giải quyết. Thầy nghĩ là mình cứ làm thì họ phải giải quyết thôi. Chứ không giải quyết thì không được, và mình có đơn từ ba mẹ con ký vào đó hẳn hoi. Đó. Thì nếu mà về đó mà sau này kiểu ở đó mà không ở được thì lúc đó tính sau, họ cứ chia cho miếng đất to nhỏ, chia cho mình miếng đất tính sau. Nếu mà mình ở được luôn đấy thì là tốt, mà không ở được thì mình tính sau. Không cho mình thì thôi, nhưng phải cho các cháu chứ. Làm gì có cái chuyện mà cướp không cướp trắng như thế được. Trừ là cái đất đó thì là mang tên là sổ đỏ của ông bà mà ngày xưa thì gọi là cho vợ chồng mình mượn thì nó lại đằng khác, cho mượn thì nó lại khác. Cho nên theo thầy thì thôi cứ nhờ pháp luật. Trường hợp này phải nhờ pháp luật rồi, chứ còn không nhờ pháp luật là không giải quyết được cái gì đâu. Một Phật tử nữa hỏi, xin lỗi, Phật tử này hỏi là còn bình thường thì có cúng ở bên nhà ngoại, mình cúng chồng bên nhà ngoại ngày giỗ ngày Tết có được không? Phải được, thì mình tạm thời chưa có nhà cứ cửa thì ba mẹ con ở đâu thì cứ cúng ở đấy cũng được. Ngày giỗ ngày Tết mình cứ cúng, mình khấn vong linh hương linh của chồng, chân linh của chồng thì cũng được, không sao. Ở đâu thì mình cúng ở đấy, thành tâm là cũng được. Một Phật tử nó hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở tổ đạo tràng Liên Hoa, hàng ngày ở nhà con vẫn tụng kinh Địa Tạng như thầy hướng dẫn. Tháng 7 âm lịch vừa rồi con có phát nguyện ra chùa làng tụng kinh để hồi hướng cho cha mẹ con, vì chùa ở đó không có sư trụ trì, cũng không có giả vãi nào ở, cũng không có giả vãi nào ở lại trông nom đèn hương. Chùa con là ngôi chùa di tích, chùa linh thiêng lắm ạ. Con được biết trước có sư ni chủ trì, lúc cụ mất, cụ được 80 tuổi, mà trước đó cụ đã xây tháp ở trong đất chùa. Tuy nhiên sau khi cụ mất, dân làng không cho chôn cất cụ ở trong chùa mà đã chôn cụ ở ngoài nghĩa trang cùng với nhân dân. Cho đến nay đã 30 năm rồi mà chùa làng con không đoán được sư về trụ trì. Đã có 2 vị sư về chùa nhưng chỉ được vài tháng là tự chuyển đi. Con bạch thầy, khi con ra chùa tụng kinh buổi sáng, nếu tụng đến 11 giờ thì không sao, nhưng tụng đến 11 giờ 30 là tâm con
rất rối, không thể đọc được. Nên hôm sau con đọc sang quyển thượng, chiều đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng nhiều lúc cứ tầm 5 rưỡi là con rối lên, không đọc được. Con cảm thấy cả tam bảo bị tối và con thì lạnh hết cả gáy. Một vấn đề nữa là hàng ngày sau khi tụng kinh xong, con phải tắt hết hương và nến trên ban, vì chùa không có người trông nom nên con sợ cháy. Lúc con đi tắt hương ở ban Thánh Hiền, con thấy như có người kéo vạt áo con, như bảo con đừng tắt, nhưng con vẫn tắt hết. Xong nhưng con vẫn tắt hết các ban, xong mới về. Đêm hôm đó con nằm mộng thấy rất nhiều người về nhà con, cứ như đang bắt đền con. Con bạch thầy, không biết con làm như vậy có đúng không ạ? Con có nên ra chùa tụng kinh nữa không, hay tụng ở nhà? Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì thầy nói sơ sơ như thế này. Phật tử nói là ra chùa tụng kinh, chùa làng, chùa địa phương của mình, chùa di tích lịch sử. Mà chùa di tích lịch sử tức là ngôi chùa rất cổ kính, thường là ngôi chùa rất cổ kính và linh thiêng. Trước đây có sư cụ 80 tuổi xây tháp ở trong chùa, nhưng mà lúc tịch là dân không cho chôn cất ở trong chùa mà để chôn ở ngoài nghĩa trang. Sư về thì vài người về rồi nhưng không ở được một thời gian ngắn thì lại phải bỏ đi. Trường hợp này đang có vấn đề. Theo thầy thì hết dịch, Phật tử này có thể nói với các cụ ở trong hội người cao tuổi, về lại ban lãnh đạo thôn, đi lên chùa lễ Phật thì thầy hướng dẫn cho. Cái này là có vấn đề tâm linh đã tế nhị ở trong đó, thì thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho, thì chùa sẽ có sư ngay. Nếu mà làm được thì chùa sẽ có sư chủ trì và nó sẽ ấm cúng ngay. Phải làm được, cũng đơn giản thôi. Họp dân, họp xã lại thì họp dân, họp làng thì mình làm cái điều đó cũng điều tốt thôi mà. Thế cái việc đó thì thầy sẽ nói sau. Hết dịch thì một số các cụ, các già vãi trong thôn về ban lãnh đạo thôn, như là trưởng thôn với lại mặt trận tổ quốc thôn chẳng hạn, thế là được. Hội cao tuổi thôn, thế là được. Xong về thì thầy hướng dẫn cho, thì xin ý kiến của xã để mà làm. Thì chùa chiền nó sẽ tốt thôi, đoán sư được về ở được ngay mà. Làm chưa đúng, chưa biết kiểu thôi. Còn Phật tử này nói rằng tụng kinh, như cái trường hợp lúc nãy, bài viết cũng khá là dài, không đọc lại nữa. Thì chúng ta thấy là Phật tử nói như vậy, thầy khuyên là thôi từ nay thì cứ phát nguyện ra chùa tụng kinh được, không sao. Nhưng mà cái nến với cái đèn ấy, cái đèn với cái nến ấy thì nếu mà nó thắp lên như vậy, đúng là chùa không có người thì mình cũng sợ lúc nó mưa gió, hoặc là nến ấy, đặc biệt cái nến cốc ấy, nó rất là nguy hiểm. Sợ mà thắp lên mà không có ai trông nom mà nó cháy, nó vỡ cái cốc xuống, nó cháy cái bàn thờ, nó có khi cháy cả chùa, nó nguy hiểm, là phải tội. Thế cho nên theo thầy ấy, thì các Phật tử trong nhóm này này, nói với các cụ ban quản lý di tích của thôn, của xã ấy, mình phát tâm lên mấy cái đôi đèn, đèn điện nhỏ nhỏ mà nó rẻ rẻ đấy. Đấy, thì mình thắp cả ngày cả đêm cho có ánh sáng. Chùa chiền mà nó không có ánh sáng thì nó lạnh lẽo lắm các quý vị. Thì lúc chúng ta ra tụng kinh thì chúng ta thắp nến, thắp đèn dầu lưu ly hay đèn dầu hỏa như ngày xưa thì chúng ta tụng kinh. Còn tụng xong chúng ta tắt đèn, tắt nến đi, chỉ để cái điện này. Thì để cái điện đấy, cái bóng điện đỏ đỏ ấy, điện bằng cái đèn nhựa đỏ đỏ đấy các vị. Nó cũng chẳng đắt là bao đâu. Khoảng độ tầm vài trăm nghìn một đôi thôi mà. 100-200 nghìn một đôi. Thì chúng ta cứ cho tam bảo là một đôi. Ban Đức Ông, Đức Thánh Hiền mỗi ban một đôi.
rồi ban vong một đôi, ban hộ pháp đôi, tất cả nó khoảng chục đôi thì khoảng triệu bạc, hơn triệu bạc chứ bao nhiêu. Mà Phật tử này nói ở đây là tổ Liên Hoa, đạo tràng Liên Hoa, thì nếu một mình mà không đủ thì nói với tổ trưởng ấy, phát tâm cho một lúc là 20 đôi ngay, có gì đâu mà 20 đôi. Cái đèn mà nó, cái đèn mà nó bằng nhựa, nó cao cao khoảng độ tầm 3-4-50 phân này này, tùy theo. Cái ban tam bảo chính thì có mình lấy cái đôi khoảng độ 50 phân, Đức Ông Đức Thánh Hiền thì khoảng 3 phân, thế là được rồi. Đấy, mấy đôi như thế mình xem có bao nhiêu ban. Nhưng tất nhiên cũng một nơi di tích như vậy thì mình cũng phải xin trước, xin ý kiến trước, hỏi nói với các bác lãnh đạo thôn hoặc là xã đó, ban quản lý di tích đã nói là thầy Thịnh thầy hướng dẫn như thế để cúng cho này nó có ánh sáng, nó sáng sủa, đấu điện và để cả ngày cả đêm như vậy, bao giờ cháy thì chúng ta thay cái bóng đi thì là xong, cái bóng nhót nhỏ nhỏ mà nó dễ thay thôi đó. Cái đấy điện cứ để cả ngày cả đêm cho nó có ánh sáng trong chùa, nó không tốn điện là bao đâu mà lo. Thì như thế để ra tụng kinh cho nó sáng sủa. Còn cái việc mà lạnh lẽo thì bây giờ bị tụng kinh thì cứ khấn Phật Bồ Tát, và đặc biệt là khấn cái giác linh của sư cụ trụ trì á, cụ hoan hỷ bố thí cho con xin được phát tâm con ra con tụng kinh, khi mà chùa chưa có người trông nom để sớm chiêu chiều mộ thì cho con xin cụ hoan hỷ để cho con xin ra tụng kinh để hầu Phật hầu tổ, để hầu các cụ. Thì bảo là chỗ thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên thầy hướng dẫn như thế thì bảo như thế, cụ hoan hỷ. Thế bảo mời cụ bao giờ có dịp thì mời cụ lên thăm chùa Khai Nguyên chỗ thầy Thịnh nhà con. Thế các vị cứ nói như là nói với người sống với thầy như thế cho thầy đảm bảo với Phật tử là ngày mai tụng kinh sẽ không có cái trường hợp như thế nữa, hết ngày. À, đấy, cứ khấn Phật, khấn Tổ, hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, Đức Chúa Ông Đức Thánh Hiền ở ngôi chùa đó, và đặc biệt là khấn giác linh của sư cụ hoan hỷ bố thí cho con. Phật tử tên là gì, nhà cửa ở đâu, pháp danh là gì, nhà cửa ở đâu, họ tên, pháp danh, nhà cửa mình ở đâu, là đệ tử quy với ai, mình nói ra ví dụ quy vào thượng nào hay là đại đức nào, hiện là đang là Phật tử ở trong đạo tràng nào, vân vân. Nói ra sư phụ của con bây giờ là ai, ví dụ như là đệ tử của chùa Khai Nguyên, chúng ta gọi là Phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, của chùa Khai Nguyên, của đại đức Thích Đạo Thịnh, vân vân. Nói như thế mình cứ khấn nôm bình thường, chỉ cần khấn cái buổi đầu tiên thôi. Khấn cái buổi đầu tiên tức là ngày mai chẳng hạn ra chùa thì mình khấn ngay cái buổi đầu tiên ngày mai, mình xin Phật, xin Tổ, xin hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể các ngài hoan hỷ cho, và đặc biệt là khấn cái giác linh của sư cụ đấy cho thầy như thế. Đó. Còn là cái việc sau này bao giờ hết dịch nói với trưởng thôn với các cụ hai giới ở trong thôn, trong ban quản lý lên để hướng dẫn cho tốt ngay, đảm bảo là tốt ngay. Đấy, thì trường hợp này thầy hướng dẫn như vậy thì Phật tử này cứ ra như vậy đó, thì xem là xem những ngày lần sau ra tụng kinh là gì, là thấy an lạc ngay từ đầu đến cuối ngay, không còn có cái trường hợp mà thấy lạnh người hay là thấy như có người đuổi hay là như thế nào vân vân nữa nhé. Đấy, trong vấn đề tâm linh chúng ta thấy nhiều khi không thể lý giải được đâu, không thể lý giải được. Nhưng mà trường hợp này Phật tử làm như thế thầy đảm bảo là hết. Là thầy đảm bảo là hết, từ ngày mai trở đi ra tụng kinh sẽ không bị như thế nữa. Phật tử hỏi câu hỏi nữa là: A Di Đà Phật, kính hỏi thầy, kính bạch thầy, con hỏi câu hỏi, con có câu hỏi, kính mong thầy giải đáp giúp con. Con đã được nhà chùa về làm lễ an vị bát hương thờ Phật và gia tiên, nhưng được mấy tháng thì chồng con không cho thờ Phật chung với thần linh gia tiên nữa. Vậy con có thể rước bát hương Phật và về quán may có được không ạ? Con vừa ngủ vừa làm việc tại đây, vì có khách ra vào nên ban ngày con kéo rèm che ban thờ, tối con kéo ra để mẹ con tụng kinh niệm Phật có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Được. Nếu mà gia đình nó còn nghịch như thế, vợ chồng vẫn chưa hoan hỷ trong cái việc đó, thì Phật tử này nói rằng có đem ra chỗ
cho cái quán may, cho cái xưởng may á, thì để thờ đó có được không? À, cũng không sao, cũng không cứ là phải kéo rèm đâu, không ảnh hưởng gì đâu Phật tử. À, chúng ta cứ để bình thường được, làm cái bàn thờ nhỏ nhỏ treo lên trên tường ấy, cái cửa hàng thì chắc nó bừa bộn, nó hơi chật tí, mang ra đấy thờ đó thì vẫn được. Cái bát hương với cái ảnh là cùng thôi mà, có gì đâu. À, cũng lọ hoa với lại bát nước, đĩa thành bông hoa quả, héo chúng ta lại thay, hoặc bánh kẹo vân vân, tùy tâm, thì mang ra đó tụng được, không ảnh hưởng gì. Còn chồng mà chưa hoan hỷ thì thôi, cứ từ từ, chúng ta cũng không nên căng cức là gì. Không nên căng cức gì, khi mà duyên nó chưa đến mà họ chưa hiểu thì thôi cứ để từ từ, một lúc nào đó hiểu, có khi họ lại mời mình lại thỉnh Phật về mà tụng ấy, đi về lại mẹ nó thỉnh Phật về, lại mang kinh về để tụng ở trong nhà cho nó ấm cúng ấy chứ. Điều quan trọng là thôi mình cứ hoan hỉ, gia đình chưa nhất tâm thì mình cứ phương tiện đó. Quan trọng mình không được khởi cái tâm xấu, tâm ác, hay là coi họ như là kẻ thù, hay là cãi cọ lẫn nhau, không nên. Càng như thế mình càng phải hoan hỉ hơn, càng phải thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ của người học Phật để đối xử với người họ chưa có niềm tin với Tam Bảo hơn. Thì chúng ta không nên coi họ là kẻ thù, mà chúng ta phải coi họ như là một người bạn, một người tri kỷ, để mình giúp đỡ họ, để cho họ vào đạo vậy. Thế dần dần mình cứ làm với tất cả, với lòng thành của mình, sống với tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, dần dần mình sẽ cảm hóa được họ thôi, không phải lo cái chuyện đó. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: Kính bạch thầy, cho con hỏi, gia đình con thì chưa thờ Phật, cứ mỗi lần con tụng kinh niệm Phật chỉ chú tại nhà là con hay gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng con cảm giác đó là những người không tốt, và trong vô thức con vô cùng sợ hãi, cho dù lúc tỉnh có gặp ma con cũng không sợ như vậy. Mà trong cơn ác mộng làm con sợ tới mức người cứ nhũn ra, tức là người bùn rùn đến chân tay đó, kiểu thế. Có khi mắt hoa, con còn nhìn thấy đỏ rực trên trần nhà, hốt hoảng sợ vô cùng. Con cũng có nói chuyện, mọi người khuyên như vậy thì càng phải tụng nhiều hơn, và con đã làm theo. Nhưng càng làm thì càng bị ác mộng, càng sợ, sợ tới ám ảnh cả tới tận ban ngày, con vẫn thấy sợ. Có những lúc con thấy cả đoàn người ùa vào nhà con, lúc đó con nghĩ do nơi con ở nghịch nên mới vậy. Thời gian đầu ở chỗ mới con thấy bình yên, nhưng sau một thời gian con có tụng kinh chỉ chú thì hiện tượng đó lại xuất hiện. Bây giờ con không dám làm gì nữa. Con kính bạch thầy cho con hỏi như vậy là tại sao, và con nên làm gì để hết hiện tượng đó? A Di Đà Phật. Ở trường hợp này á thì chúng ta phải biết đây là vấn đề nhân quả rồi, đây là vấn đề oan gia trái chủ rồi, đây là do nhân đời trước sát sinh hại vật, tạo rất nhiều những tội lỗi, gây thù chuốc oán với vô số chúng sinh, đồng thời cũng là đi theo con đường tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư nữa. Cho nên bây giờ tuy mình được thân người, được gặp Phật Pháp, nhưng mà người ta phá không cho tu. Phật tử này tìm đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, của Hòa Thượng Thiền Tâm. Trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu cũng có một đoạn Hòa Thượng giảng về cái trường hợp có một cô Phật tử cũng tương tự kiểu như thế này, muốn tu nhưng họ không cho tu,
lúc tới chùa tu một thời gian đó thì tâm an lắm, nhưng mà cuối cùng cũng bị không thoát ra được, và cuối cùng bị điên điên là dại dại. Cho nên trường hợp Phật tử này thầy khuyên là nên nhất tâm sám hối và phóng sinh nhiều để sám hối. Bây giờ sám hối phóng sinh lễ Phật đã. Bây giờ tất cả các kinh thì tạm dừng lại một thời gian vài tháng, phát nguyện 100 ngày, tức là 3 tháng 10 ngày, 100 ngày chỉ có lễ Phật thôi và sám hối thôi. Lễ Phật xong đọc cái bài sám hối, và cứ vào mùng 1 ngày rằm thì nên phóng sinh một chút. Những ngày trai có điều kiện hơn những ngày trai, không nhiều thì ít, những cái ngày trai thập trai trong kinh Địa Tạng nói thì thành tâm một chút thôi không được, không cứ là phải nhiều tiền, tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế. Nếu có điều kiện thì làm thập trai, còn không có thì mùng 1 ngày rằm thôi không được, một chút xíu thôi, tôm cua cá ốc gì đó, gặp gì thì phóng sinh đó, và phát nguyện lễ trong vòng 100 ngày đó chỉ có lễ Phật thôi. Đó chỉ lễ Phật. Lễ Phật hoặc lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được. Phật tử này lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cho thầy cũng được. Cứ mỗi một đọc một câu danh hiệu của ngài Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, lễ xuống mà lễ. Rồi đứng dậy. Lễ đứng nha, không lễ quỳ nha. Trường hợp này sám hối này phải lễ đứng. Xong lại Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, lễ xuống mà lễ. Lễ nhẹ nhàng thôi, không cứ là không cần là phải lễ nhanh như bổ củi cho nó lại mệt ra. Cứ lễ là nhẹ nhàng. Theo tùy theo sức khỏe của mình. Phát nguyện 100 ngày chỉ có lễ danh hiệu của ngài thôi. Đó. Cái Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, lễ một lễ. Cứ như thế xong đến cuối khóa lễ. Thì lễ xong hết rồi, lễ cho khoảng thầy tẩy khoảng 30 phút trở lên, ít nhất phải 30 phút trở lên cho đến tiếng đồng hồ. Đó. Cứ như vậy mà lễ. Lễ xong thì lại hồi hướng sám hối cho oan gia trái chủ. Cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, cầu Bồ Tát Địa Tạng ngài cũng độ cho những cái oan gia trái chủ, sinh linh oán khí mà mình đắc tội với họ nhiều đời nhiều kiếp về trước, cầu nguyện Bồ Tát siêu độ cho họ, và cũng cầu họ gì, họ hoan hỷ, họ tha thứ cho mình. Do vô minh cho nên mình mới làm những cái việc xấu ác ấy. Nay gặp Phật pháp rồi mình vô cùng ăn năn, vô cùng sám hối. Nguyện tất cả công đức lễ Phật này đều đem mà hồi hướng cho họ, mong họ sớm được siêu thoát, họ tha cho mình. Thì sau đó mới chỉ chú niệm Phật gì thì chỉ chú niệm Phật sau. Đấy, trường hợp này thầy áp dụng riêng cho cái trường hợp này như vậy. Phật tử này cứ làm đi, rồi qua khoảng độ tầm 21 ngày thì sẽ thấy mình sẽ bình yên thôi. Nhưng mà không thấy bình yên mà bỏ nhá, bình yên vẫn phải tiếp tục cho hết đúng 100 ngày. Ngày nào mà mình có công việc đặc biệt không làm được thì đánh dấu lại và mình phải bù vào đó một ngày. Đúng cho thầy 100 ngày. Nhưng qua 21 ngày thì là ổn thôi. Nhưng mà nhớ mấy ngày đầu nha, có thể mấy ngày đầu nó đến nó khủng bố, nó làm cho mình cũng khó để phát nguyện để lễ Phật đấy. Nhưng mà không sao, lúc đó Phật tử cứ nhất tâm để lễ. Hoặc là gì? Có thể lúc đó thì có thể dừng lại một chút để khấn nguyện gì? Các vị vong linh oan gia trái chủ hoan hỷ cho con. Vì sư phụ của con là thầy Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên vân vân, thầy ấy hướng dẫn cho con làm như thế. Xin các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng oan gia trái chủ vân vân hoan hỷ cho. Và lúc đó có thể các vị nhớ đến thầy một chút cũng được, không sao. Phương tiện hả? Miễn là gì, khỏi bệnh là được, đúng không? Chữa được bệnh là được. Thuốc không cần phải đắt tiền, đúng không? Chỉ cần khỏi bệnh là được. Thì Phật tử này cố gắng thì hướng dẫn như thế thì dừng lại tất cả cái việc tụng kinh trì chú đã, chỉ lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng như thầy hướng dẫn cho thầy 100 ngày. Cố gắng vượt qua 21 ngày thì mọi việc nó sẽ bình yên, nó phẳng lặng.
trong vài ngày đầu có thể có chuyện này chuyện khác đã xảy ra, thậm chí là mình còn mơ thấy ác mộng khủng khiếp hơn nữa, nhưng không sao, cứ cố gắng vượt qua. Lúc đó nếu mà khó khăn quá thì cứ kêu tên thầy mà đọc lên nữa cũng được. Nhớ đến thầy nữa cũng được, và thầy ơi cứu con cũng được. Ngoài kêu Phật Bồ Tát ra, kêu thầy ơi thầy Thịnh ơi cứu con được. Trường hợp này là dạy riêng nhá, chứ không có mọi người lại bảo là đây là áp dụng riêng cho trường hợp này, gọi là tùy bệnh cho thuốc. Thuốc tuy không hay nhưng mà khỏi bệnh là được. Chứ không có người, không có ai cũng kêu thầy Thịnh thì không được đâu. Thầy Thịnh không phải là Phật Bồ Tát. Nên trường hợp này là thầy hướng dẫn riêng cho Phật tử này. Thôi cố gắng vượt qua. 21 ngày thôi thì sẽ ổn thôi. Phát nguyện lên 100 ngày.